Chào các bạn, hôm nay các bạn thế nào? Thời gian nhanh quá ha các bạn. Những cánh hoa phượng cuối cùng đã rời cây. Những chiếc lá vàng đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên cây bàng. Những con ve sầu cũng rời giàn hợp. Sướng là báo hiệu mùa hè đã kết thúc. Mùa thu cũng bắt đầu. Các bạn đã tựu trường, còn cô Nhung phải chia tay nhiều bạn. Hu hu. Tuy hơi buồn, nhưng cô ít chúc các bạn bước vào năm học mới đầy phấn khởi. Nhiều bạn mới chăm ngoan và học được nhiều kiến thức hay bổ ích cùng những kinh nghiệm sống nhé. Bạn nào tạm xa cô Nhung mà vẫn mê hội họa nhớ theo dõi kênh Cô Giáo Mùa Hè để cùng cô vẽ tranh nhé. Còn bây giờ chúng mình có giấy, bút, màu chưa? Cô trò mình chiêu thôi. Hôm nay các bạn cùng cô Nhung nghe kể chuyện và vẽ tranh về chiếc lá nhé. Chuyện kể, cạnh con đường nhỏ, có một cây đại thụ lâu đời. Khi mùa xuân đến, những chiếc lá non bắt đầu vươn lên từ những cành cây và đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp. Một chiếc lá non vừa vươn mình và lần đầu tiên được ngắm nhìn mặt trời, nó chợt thốt lên, ôi chao, mặt trời thật đẹp. Mình muốn được tỏa sáng rực rỡ như vậy. Mặt trời nhìn nó và nói, cháu chỉ là một chiếc lá, cháu không bao giờ có thể tỏa sáng được như ta đâu. Chiếc lá thất vọng, nhưng nó chợt nhìn lên bầu trời và thốt lên, ôi chao, mặt trời thật đẹp. Mình muốn được tỏa sáng rực rỡ như vậy. Mặt trời nhìn nó và nói, cháu chỉ là một chiếc lá, cháu không bao giờ. Bầu trời trong xanh kia mới bao la và rộng lớn biết bao. Mình muốn được rộng lớn như bầu trời. Nhưng bầu trời nhìn nó và nói, cháu chỉ là một chiếc lá, cháu không bao giờ có thể rộng lớn được như ta đâu. Chiếc lá thất vọng lần nữa, rồi nó hỏi cây đại thụ, bác cây ơi, liệu một chiếc lá có làm được gì vĩ đại không ạ? Cây lắc đầu trả lời, không đâu, một chiếc lá thì không làm được điều gì vĩ đại cả. Hãy yên phận làm một chiếc lá thì hơn. Chiếc lá non buồn rầu ngước nhìn mặt trời, bầu trời và cây đại thụ. Rồi mùa xuân cũng qua đi, mùa hè đã đến mang theo những tia nắng mạnh mẽ và rực rỡ. Chiếc lá ngày nào giờ đây đã trưởng thành, bỏ lại chiếc áo xanh non, nó khoác lên mình một chiếc áo có màu xanh đậm hơn. Như mọi ngày, chiếc lá vẫn ngước nhìn lên bầu trời xanh bao la kia, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và tiếc nuối. Chợt từ đâu một cơn gió đáp xuống chiếc lá nhìn cơn gió một hồi rồi chợt hỏi, anh gió, anh cứ đi đi về về mãi vậy, chẳng lẽ anh không thấy mệt mỏi sao? Gió mỉm cười trả lời, không, tôi không bao giờ mệt cả, mỗi khi tôi mệt mỏi, tôi đều dừng lại nghỉ trên một chiếc lá như cậu, và rồi lại đi. Lá ngạc nhiên, nó hỏi lại gió, vậy các anh đã đi được đến những đâu? Chúng tôi đi đến tất cả mọi nơi, bất cứ nơi đâu. Chúng tôi đi đến tất cả mọi nơi, bất cứ nơi đâu chúng tôi thích. Chúng tôi giúp mang hương thơm của những bông hoa đi xa nhất có thể. Chúng tôi mang những đám mây lại với nhau. Và gió hào hứng kể cho lá nghe về những nơi gió đã đi qua, những việc mà gió đã làm. Chiếc lá chăm chú lắng nghe và đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Kể xong, cơn gió nói với chiếc lá, thôi nào lá, hãy tiếp thêm sức lực cho tôi nào. Chiếc lá hiểu ý, nó liền gồng hết sức mình đẩy cơn gió đi thật xa. Khi chỉ còn lại chiếc lá, nó lại trầm ngâm suy nghĩ. Rực rỡ như mặt trời hay to lớn như bầu trời có ý nghĩa gì? Nó muốn được như gió, tự do ngao du khắp nơi trong trời đất bao la này. Nó chợt nghĩ, điều quan trọng nhất của cuộc sống này chính là sự tự do. Và làm được những điều có ích, nhưng nó chỉ là một chiếc lá, nó làm sao tự do đi lại khắp nơi như gió được. Nó lại thêm một lần thất vọng, rồi một ngày nọ, mây đen tụ lại, và trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa từ trên trời đổ xuống, thật ngoạn mục, thật đẹp mắt. Chiếc lá vui lắm, nó đỡ những hạt mưa từ trên trời rơi xuống và hỏi những hạt mưa, thật kỳ diệu. Các bạn từ trên bầu trời kia bay xuống đây sao? Các bạn là ai? Những hạt mưa nghe thế, cười lớn và nói với lá, phải rồi đấy lá, bọn mình bay từ trên trời xuống đây, bọn mình là những hạt mưa. Chiếc lá hỏi mưa, các bạn làm thế nào mà lại có thể bay từ trên trời xuống như vậy được? Những hạt mưa bắt đầu kể về câu chuyện của mình, chiếc lá chăm chú lắng nghe, nó tưởng tượng thật nhiều. Những con sông và đại dương bao la rộng lớn, và cả những sinh vật lơ lửng bên trong lòng đại dương và những loài cây kỳ lạ muôn hình muôn vẻ thật kỳ thú biết bao. Rồi khi những hạt mưa bốc hơi lên thành mây,
lờ lững trôi đi khắp nơi, ngắm nhìn mọi cảnh vật ở vị thế cao nhất. Mưa thật tuyệt vời, nhờ có mưa mà sinh vật, thực vật mới có nước để sống. Những hạt mưa kể xong câu chuyện của mình, rời khỏi lá và rơi xuống đất. Chiếc lá nhìn theo, trong lòng cảm thấy ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Tại sao nó sinh ra lại là lá mà không phải gió? Hay những hạt mưa, cuộc sống của họ thật ý nghĩa biết bao. Nhưng chợt phía dưới bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ. Anh lá ơi, cảm ơn anh nhé. Anh thật vĩ đại, chiếc lá giật mình nhìn xuống phía dưới. Bên dưới gốc cây, những cây cỏ và hoa dại đang ngước lên nhìn nó và mỉm cười. Chiếc lá ngạc nhiên lắm, nó hỏi lại, các bạn nói sao, tôi vĩ đại ư? Tại sao, tôi không rực rỡ như mặt trời, tôi cũng không to lớn như bầu trời. Tôi chỉ là chiếc lá bé nhỏ mà thôi. Những cây cỏ phía dưới đáp lại nó, anh không to lớn như bầu trời. Anh chỉ là một chiếc lá nhỏ bé, nhưng anh đã che chở cho tất cả chúng tôi. Anh che chắn cho chúng tôi khỏi ánh nắng mặt trời mùa hè. Anh đỡ những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, giúp chúng tôi không bị mưa làm dập nát. Anh tiếp thêm sức lực cho gió, giúp gió mang hương thơm từ những loài thảo mộc như chúng tôi đến khắp mọi nơi. Đối với chúng tôi, anh là người vĩ đại nhất. Chiếc lá nghe thấy vậy, nó cảm động lắm, lần đầu tiên trong đời. Nó cảm thấy nó tự hào vì sinh ra là một chiếc lá bé nhỏ. Kể từ đó, mặc cho ánh mặt trời thiêu đốt, mặc cho mưa gió bão bùng quất và người đau rát, lá vẫn vươn tấm thân bé nhỏ của mình lên đón nhận tất cả. Thế rồi thời gian qua đi, mùa hè với những tia nắng bỏng rát, những cơn bão khủng khiếp cũng qua đi, mùa thu đã đến và chiếc lá đã già, nó đã không còn xanh tươi như xưa. Giờ đây, chiếc lá khoác lên mình chiếc áo màu vàng trầm buồn của mùa thu. Nó nghĩ về những tháng năm nó đã sống, nhìn lại những việc mình đã làm. Nó cảm thấy tự hào lắm, nhưng nó đang nuối tiếc. Chiếc lá đã tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Nó đã sống hết mình vì điều đó. Nhưng giờ đây nó đã già, nó đang tiếc nuối đi những năm tháng của tuổi trẻ. Nó muốn tiếp tục cuộc sống, muốn tiếp tục cống hiến. Rồi nó tự thắc mắc, điều gì tiếp theo khi ta đã chết, những việc ta làm còn ai nhớ tới? Nó chợt không hiểu được, những việc làm của nó trong thời gian qua, giờ đây còn có ý nghĩa gì? Dòng thời gian lại tiếp tục, mùa thu qua đi, và giờ thì mùa đông đã đến. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông kề sát chiếc lá, nó cảm thấy không còn tiếp tục được nữa. Nó bèn buông mình từ cành cây, gió cuốn lấy chiếc lá như đang vấn vương. Cùng chiếc lá bay lượn vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lá xuống đất và rời đi. Lúc này đây chỉ còn lại chiếc lá, nó cảm thấy thật cô đơn, nó cảm thấy thời gian của nó thật sự đã sắp hết. Nó thật sự đã chẳng thể làm được gì nữa. Nhưng nó vẫn không ngừng suy nghĩ. Nó vẫn băn khoăn về điều gì đó, phải chăng là về cuộc sống. Chiếc lá nhìn những cây cỏ đang co lại ngủ dưới mùa đông lạnh giá, rồi nó nhìn lên những cành cây sơ xác, nơi mà trước đó nó đã ở đó. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì, chiếc lá ngây ngô nhìn cành cây, rồi nó như chợt hiểu ra. Lần này nó tin nó đã biết được ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Nó nằm đó và quyết tâm chờ đợi. Mùa xuân đã sang, trên cành cây, những chiếc lá non vừa vươn ra trước ánh mặt trời. Một chiếc lá non hỏi cây, bác cây ơi, liệu một chiếc lá có làm được gì vĩ đại không ạ? Cây vừa định trả lời thì có một giọng nói yếu ớt vang lên, chúng ta sinh ra để làm những điều vĩ đại. Tất cả cùng sửng sốt nhìn xuống phía dưới, mùa đông đã qua đi, nhưng vẫn còn một chiếc lá héo úa trụ lại được đến giờ phút này. Chiếc lá cất tiếng nói xong, nó chút hơi thở cuối cùng của mình với một nụ cười mãn nguyện.
Chúng ta không quan trọng mình là ai, sinh ra từ đâu mà quan trọng ở việc chúng ta sẽ đi đến đâu. Giá trị của mỗi cá nhân cũng không nằm ở việc bạn đã sống như thế nào, mà ở những gì bạn đã để lại sau khi chết. Câu chuyện để lại nhiều cảm xúc với cô Nhung các bạn thì sao, hãy để lại comment chia sẻ cảm nhận nhé. Hãy đăng ký kênh để cùng Nhung vẽ tranh và cùng nghe những câu chuyện hay và nghĩa na. Nhấp like cho một cái để bơm sức mạnh động lực cho cô Nhung cố gắng ra nhiều clip về hướng dẫn vẽ tranh hơn nữa nha. Hẹn gặp lại, bye bye.